Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Vừa giao ngõ với Chu Thanh Huyền, Quang Hải đã cấp tốc phải ra sân bay để làm một việc quan trọng, ai nhìn cũng lo lắng. Ngày 20 tháng 12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng gia đình đến nhà Chu Thanh Huyền để gặp mặt gia đình và nhà gái để làm lễ giao ngõ bàn chuyện cưới hỏi. Đây là thông tin bất ngờ với người hâm mộ. Đúng là tiền vệ có bản năng ghi bàn sát thủ, trên sân ghi bàn nhanh như chớp, về sân nhà thì cũng ghi bàn thắng quan trọng nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc giảm ngõ, Quang Hải phải tức tốc ra sân bay để di chuyển vào Nha Trang, chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Khánh Hòa cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Tại V-League 2023-2024, tiền vệ sinh năm 1997 ghi 2 bàn thắng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trước đối thủ là Hải Phòng ở vòng 4 và Nam Định ở vòng 5. Có thể xem rằng Quang Hải chưa có phong độ tốt nhất, dù không phủ nhận rằng anh đã nỗ lực rất nhiều cũng như cống hiến cho lối chơi chung của Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Trong sáng ngày 20 tháng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có mặt ở thành phố biển. Như vậy, vì lý do gia đình của Quang Hải sẽ phải hội quân muộn với các đồng đội. Dù đến muộn nhưng Quang Hải vẫn sẽ có một ngày tập luyện làm quen với sân đấu. Trận đấu giữa Khánh Hòa và Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 12, tức là chiều ngày hôm nay. Cưới hỏi là sự kiện quan trọng của đời người, vừa cầm tay bạn gái chưa nóng nhưng đã phải xách đít lên đường thi đấu. Như ông bảo, nếu mà là ông thì ông có chịu nổi không? Cầu thủ Quang Hải sinh năm 1997, sức trẻ thì mẹ khỏi phải nói. Tôi nhớ là cái hồi xưa mà tôi còn sức như Quang Hải 7-8 cái là chuyện bình thường. Nhưng mà đéo mẹ 7-8 cái nhưng mà xong vẫn thèm. Giờ già mẹ rồi, nửa cái thôi cũng mệt. Quay trở lại với câu chuyện của Quang Hải, theo nguồn thông tin từ quán trà đá vỉa hè, những kim cương khổng lồ mà Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền là loại cực hiếm trên thế giới, chỉ những quý tộc mới có thể sở hữu. Thông tin liên quan đến đám cưới của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đang được nhận sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Chiều ngày 19 tháng 12, một nguồn thông tin tiết lộ với truyền thông rằng cầu thủ Nguyễn Quang Hải sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái là Chu Thanh Huyền trước Tết Nguyên đán 2024. Điều này khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ nhưng cũng đồng thời vui mừng thay cho cầu thủ, vì cuối cùng anh cũng đã tìm được bến đỗ thuộc về mình. Mẹ đéo ế nữa rồi. Theo đó thì lễ ăn hỏi của cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 âm lịch, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đông đảo người hâm mộ cũng như bạn bè của cặp đôi đã gửi tới những lời chúc mừng thân tình nhất đến hai người. Mặc dù những thông báo trên chưa được chính chủ đăng tải chính thức nhưng đã thu hút được rất lớn những chú ý của đông đảo người hâm mộ. Như vậy, sau hôn lễ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cách đây không lâu, cầu thủ Quang Hải, người được biết là có tình trường phong phú nhất của dàn cầu thủ ấn tượng hồi năm 2018, đã chính thức lập gia đình. Mới đây, hình ảnh Quang Hải cầu hôn Chu Thanh Huyền khiến cộng đồng mạng phấn khích. Anh chàng cùng bạn gái đã có một buổi tiệc Giáng sinh ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Quang Hải mang hộp nhẫn quý đến là chiếc nhẫn kim cương to khổng lồ và ngỏ lời ước hẹn trăm năm với người yêu. Hành động của nam cầu thủ sinh năm 1997 khiến Chu Thanh Huyền vừa hạnh phúc vừa không nén được xúc động. Mọi người chứng kiến giây phút đó đã gieo mừng ủng hộ cho cặp đôi đến với nhau. Tháng 4 năm 2021, tin đồn cầu thủ Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền bị nghi ngờ là hẹn hò đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều cộng đồng mạng soi ra được các khoảnh khắc trùng hợp trên những bức ảnh của chụp của hai người như đi chơi golf, sử dụng hashtag hay sử dụng những đồ vật tương tự cùng nhau. Cuối năm 2021, nhiều người cho biết rằng Quang Hải đã về ra mắt gia đình Chu Thanh Huyền. Hot girl sinh năm 2000 cũng rất được lòng gia đình của bạn trai. Kể từ khi hai đứa này yêu nhau thì Quang Hải và Chu Thanh Huyền chưa một lần công khai chính thức, nhưng nam cầu thủ luôn dẫn bạn gái theo đi các sự kiện đám cưới bạn bè. Mới đây, trong hôn lễ của Đoàn Văn Hậu, Quang Hải đã chính thức đánh dấu chủ quyền bằng cách nắm tay của Chu Thanh Huyền trong suốt quá trình tham dự. Như vậy, sau nhiều ồn ào, cuối cùng thì Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã quyết định cùng nhau đến hôn nhân. Chết mẹ mày rồi Hải ơi!